Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho người dân. Thời gian qua, quận Hoành Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng các công viên, vườn dạo, khu vui chơi ở các khu dân cư trên địa bàn quận. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại công viên khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải. Công trình vừa được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Khuôn viên hơn 2.000 m2 với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Không gian rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ từ khu vận động với các trang thiết bị tập luyện đến khu vui chơi cho trẻ em. Các tầm tuổi nào là cũng có đồ chơi tầm đấy, từ già đến trẻ. Cho đến các cháu thiếu nhi nhỏ 1-2 tuổi cũng vẫn đến chơi bình thường, rất vui, rất nhộn nhịp. Thấy rất phấn khởi, bà con ở đây xung quanh đây là phấn khởi lắm ạ. Con chơi với mấy bạn con rất là vui và có rất nhiều chỗ để tập thể dục. Ở đây có rất nhiều trò chơi yêu thích nên con đến đây thường xuyên để chơi. Sân chơi công cộng đã đáp ứng kịp thời mong ước của hơn 800 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu khu vực này, trở thành điểm giải trí lý tưởng của người dân nơi đây. Người lớn có nơi tập thể dục, con trẻ có nơi vui chơi, gia đình cùng nhau dạo mát. Và niềm vui ấy được cấp ủy và người dân nơi đây cụ thể bằng hành động cùng nhau chung tay giữ gìn sân chơi công cộng này. Nhắc nhở bà con tuyên truyền cũng tự bảo vệ cây xanh cũng như là có cái vật dụng đèn chiếu sáng để bổn bổ được cái khu vui chơi cho nó đẹp như hiện nay. Theo thống kê, giai đoạn 2018-2020, quận Hoành Sơn đã đầu tư 5 công trình công viên, vườn dạo, khu thể thao trên địa bàn 4 phường. Khi mà sức ép đô thị hóa, bất động sản ngày càng gia tăng, các sân chơi công cộng ngoài trời được đầu tư, cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.